Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chim cảnh ca cảnh của mình nhé. Đây, trên tay mình đang là một cây cần an ninh hình con cá. Lần trước mình bán đây, lần này lại có một ít. Đây anh em nhìn nhá, khá là đẹp đúng không? Hôm nay mình sẽ review chi tiết cái sản phẩm này cho anh em nhé. Đó, chữ file này. Cần này là cần thi đấu bên Trung Quốc anh em nhé. Họ bán cho mình với mục đích là để câu tốc độ, câu thi đấu. Đây, cái nắp này của nó cũng khá nặng này, khá là chắc chắn này. Trên cái vành này này, anh em nhìn, có chữ này Handing Fishing nhá. Hàng của mình là hàng Handing chính hãng 100%. Mình khẳng định luôn, nếu mà phát hiện ra hàng mình là hàng giả thì mình sẽ đền gấp 10 lần cho anh em. Đó, bên trên là nó có một cái nút xốp này. Đây, đầu cần anh em ạ, đầu cần này có, nó không có cái dây dù, cái này để mình đánh tốc độ này, không sợ bị đứt dù. Và anh em buộc thẳng vào cái đầu 360 độ này là chiến thôi. Nếu mà anh em kỹ tính về nhỏ keo ở đây này, nhỏ keo vào chỗ này cho nó chắc ăn, còn không thì mình nghĩ là nhà sản xuất nó cũng có gì rồi, nó cũng tính toán hết rồi, không sợ đứt đâu anh em. Đây, cái đọt đầu tiên của nó thì là các con xoắn, những đoạn sau thì nó sẽ hình con cá như này em nhá, để nhìn cho nó tăng tính thể thao ấy. Đó, hình con cá này, Handing Fishing in rất là đẹp. Đây là cần 36 7H anh em nhá. Thật sự mà nói 36 7H này cầm như không luôn anh em ạ, nó quá nhẹ luôn, mình không thể ngờ là cần 7H mà nó nhẹ được như này. Độ này thì cũng cao đấy anh em ạ. Thoải mái đấy. Cái này mà bốc rô thì sướng lắm này. Cái này ấy, mình xem cái video test của bên Trung Quốc là nó nhấc 3 cân anh em nhá. Nhấc 3 cân lên cao ngang với lại vai ấy. Chứ không phải là nhấc 3 cân mà kiểu nó nhích nhích trên mặt đất đâu. Có nghĩa là cần này nó bạo lực, khá là bạo lực. Mình thì mình sẽ không test thử như vậy cho anh em, bởi vì gần này mình không câu. Mình bán cho người khác, thế nên là mình sẽ không test kiểu nhất tĩnh như vậy. Nếu test nhất tĩnh như vậy thì nó sợ nó mà ảnh hưởng đến cần câu ấy, có thể nó không gãy nhưng mà nếu nó ảnh hưởng gì thì sẽ không tốt. Đây anh em nhìn nhá, nước sơn cái thứ này, QR code này để anh em check hàng này, check xuất xứ. Đây có cảnh báo là hàng carbon, cảnh báo điện này. Có một cái vành ở đây, nhìn khá là đẹp này, mình thấy nó rất là hay, nhìn nó sáng. Cái này có cả túi bóng bảo vệ nhá anh em nhá, nhưng mà mình sẽ không bóc ra, bởi vì mình sẽ cho chủ nhân của nó bóc. Đây là cái 3m67H. Đó, cần con cá đây anh em nhá, mình tháo các lỏng ra nhá. Ba mươi sáu thì chia làm 4 lóng anh em nhé, và mỗi lóng nó sẽ ngắn hơn nhau một chút, như kiểu cái đọt với cái này thì nó sẽ ngắn hơn nhau một chút này. Cái này hai cái ống lóng, lóng giữa này nó cũng ngắn hơn nhau một chút đó. À cái này hay này anh em này, cái này nó có cái ba cái vết này, anh em biết ba cái này để làm gì không? Ba cái này là ba cái chống bó cứng anh em ạ, như kiểu mình có rút ra quá đà ấy thì nó kẹt lóng ấy, thì vẫn có thể giải quyết nó dễ hơn là cái không có nhá. Cái này đấy anh em, đây này, gió thổi còn lăn này, nó quá nhẹ luôn. Nếu mà nhấc cái này không có đối trọng ấy, thực sự là nó quá nhẹ anh em ạ. Cái này nó thì có mấy chục gram thôi, thực sự là carbon của nó hàm lượng cao thì nó mới có thể nhẹ được như vậy anh em nhá. Đây, lóng của nó đây anh em nhá. Lần trước thì mình bảo là lóng dày, nhưng mà thực ra là lóng của nó cũng bình thường chứ không phải là dày lắm. Anh em yên tâm một điều đi, đấy là lóng dày hay là lóng mỏng thì nó không quan trọng nhiều đâu. Cái này là hàng carbon hàm lượng cao, nên độ nảy của nó sẽ rất là cao anh ạ. Mà câu thì chắc chắn là nó cũng bền thôi, vì cái tiền nào của đấy mà.
mình nghĩ là không phải tự nhiên đơn giản một cái cần này, giá khởi điểm của nó đã là 119 tệ rồi anh em ạ, cho cái cần 2m7 thì có nghĩa là không thể nào nó đều được anh em ạ. Hàng Handling sản xuất thì anh em cứ yên tâm đi, bởi vì nó sẽ phải làm sao để cho thương hiệu của nó không bị ảnh hưởng chứ. Nếu mà nó sản xuất linh tinh thì nó sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của nó thôi. Ra Handling thì là một cái thương hiệu cũng khá là non trẻ thôi chứ không phải là lão làng gì. Thế nên là họ rất cần phải có thương hiệu. Cần này không tự nhiên mà nó đắt thì là mình nghĩ là chắc chắn là nó phải xịn. Nó gần đắt hơn cái cây nhất hào Hoa Khanh rất là nhiều anh em nhá. Đấy, đắt hơn rất nhiều loại cần đấy. Nó là phân khúc ở giữa chừng của Handling đấy anh em ạ, chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu. Mình bán giá rẻ chứ không phải là nó là hàng rẻ tiền anh em nhá. Nếu mà là một đơn vị nào nhập về chắc chắn là không có cái giá đấy cho anh em đâu. Mình khẳng định luôn vậy luôn. Một cây cần này mình mang đến cho anh em với cái giá như vậy. Thực sự là nếu anh em mua order ấy, mua order lẻ một cây ấy, có khi là giá nó còn đắt hơn đấy anh em ạ. Đây là mình order nhiều cây về để bán cho anh em thì mình cũng mới để được cái giá như vậy thôi. Chứ còn nếu mà order một cây, mình khẳng định với anh em, nếu mà anh em tự order một cây này có khi là đắt hơn. Đấy, anh em thấy sao về cái cây cần này? Riêng mình thì mình thấy nó khá ok đấy, đẹp đấy. Đây, cho anh em xem lại một lần nữa nha. Rất đẹp. Quan trọng là giá nó rẻ. Cái cần này, à một lần cái nữa là anh em không biết thì lần trước mình bán rẻ hơn một chút thì do là lần trước hàng nó về nó dễ, bây giờ hàng nó về nó khó ấy, nên thành ra là cái tiền nó kho bãi ở bên kia nó cũng phải tăng lên. Bởi vì mình cả tháng ấy, anh em nghĩ sao, một tháng hàng về trong kho, nhưng mà cái kho đấy không chuyển về liên tục được, để chuyển hàng liên tục về được nên nó cứ tồn lại, thành ra kho mình không chứa được cái gì thêm, thành ra là tiền thì nó vẫn tăng, thì có phải ít đồ bán không mà tiền kho thì nhiều không, nên là đành nó phải bán giá tăng lên một tí. Nếu mà nó cái hàng nó cứ về liên tục thì cứ cái kho đấy nó sẽ sản sinh ra tiền cho mình liên tục, thì thành ra là giá nó cũng không bị cao quá lên đấy. Anh em biết mình nói có dễ hiểu không? Đấy, thì ý là như vậy. Thì mỗi cái cần này mình sẽ lấy đắt hơn trước là 20.000 anh em nhá. Bây giờ nếu mà nó ổn định lại, mình có nhập về cho anh em ấy, thì giá nó lại như cũ, lại êm đẹp. Đấy, cần khá là đẹp anh em ạ. Trong những cái hãng cần câu ấy, nó khi sản xuất ra những cái cần rất là giống nhau để cạnh tranh trong cái phân khúc. Thì cạnh tranh với con này là có con Otni. Con Otni đấy giá cũng khá là cao anh em nhá. Nó cũng ngang với con này đấy. Không hiểu tại sao mà nhiều ông lại có cái cây Otni giá rẻ như vậy để bán. Thì mình không hiểu, hay là mình không săn đúng lúc nó sale của Otni, mình không để ý, mình chỉ săn sale của Handling thôi. Chứ con Otni đấy giá cũng khá cao đấy anh em ạ. Giá khởi điểm 2m7 của nó, có một lần thì mình thấy nó thấp nhất là 75 tệ, nhưng mà bây giờ giá khởi điểm cho một cây đấy là 110 mấy tệ cơ. Thì nó cũng ngang tầm cây này anh em nhé. Thế nên là anh em mua cái Otni giá rẻ là coi chừng nhá. Rồi, thì anh em thấy sao về cái cây cần vừa nãy thì cho mình ý kiến nhá. Nếu anh em có thích thì cũng có thể liên hệ với mình. Mình sẽ tư vấn cho anh em những cái cây cần tốt chất lượng. Cần này có tên là Chiến Ngư anh em ạ. Theo một bác nào đấy đã nhắn tin cho em trên fanpage và cho em biết là cây này là tên là Chiến Ngư. Chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.